Bất động sản miền quê xin chào quý cô chú quý anh chị ạ, quý nhà đầu tư trong nước và ngoài nước. Dạ hôm nay em đang đứng ở là xã Phú Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai quý cô chú anh chị ơi. Hôm nay em đi quay cho cô chú anh chị xem cái lô đất này, đất trồng cây lâu năm quý anh chị ha. Đất này có một cái là mặt tiền đường bê tông luôn. Thì là tổng diện tích của đất này là 1.100 m² quý anh chị ha. Sào mốt, mặt đường bê tông to, đường này xe tải, xe ben chạy vô tư quý anh chị. Thì vị trí mốc lộ giới ở đây quý anh chị ha. Đất này thì là sổ hồng rồi, sổ hồng chính chủ sang tên trong vòng một nốt nhạc quý anh chị ha. Đọc từ đây qua đây là 17.8 m quý anh chị ha. Mặt tiền trước của nó đó, dạ gần 18 m. Đây đây. Thì đất này là chủ đất đã cắm cọc hết rồi quý anh chị. Đây đây. Chạy dài do là 64 m, gần 65 m quý anh chị ha. Nở hậu ra. Nở hậu ra gần 19 m quý anh chị. Đất mình nở hậu gần 19 m. Đất mình thì đất trồng cây lâu năm nha quý anh chị. Nhưng đất này thuộc khu dân cư. Thuộc khu dân cư. Nên quý cô chú anh chị có thể xây nhà vườn vô tư nha, không vấn đề gì. Xây nhà vô tư. Đây, cọc đây. Đất bằng phẳng cao ráo không thấp quý anh chị ha. Thì từ vị trí đất của mình quý anh chị, mình đi về thành phố Hồ Chí Minh á là khoảng 110 km quý anh chị ha, 110 km. Còn mà mình đi và ra quốc lộ 20 quý anh chị, mình quốc lộ 20 là mình ra ngay trung tâm thị trấn huyện Định Quán quý anh chị ha, là khoảng 6 km. Dạ còn mình đi ra ngoài đường con lộ nhựa lớn này là quý anh chị khoảng chừng 200 m thôi quý anh chị ha, chừng 200 m thôi là mình sẽ đi ra con lộ nhựa lớn ngoài đây. À, con lộ nhựa đó thì là đường dẫn chính liên thông giữa hai xã là xã Phú Hòa và xã Phú Lợi quý anh chị. Đó đường liên xã quý anh chị ha. Đó, khu vực này thì đất gì đó quý anh chị, nhà cửa san sát quý anh chị ha. Bên kia là khu đó là cái gì công ty quý anh chị ha. Công ty. Bên đây nhà dân nè. Nhà dân san sát hết, bên đây cũng nhà dân quý anh chị. À, quên nữa, từ vị trí đất này quý anh chị ha, mình đi về Đà Lạt là 180 km quý anh chị. Thì đất là có đèn đường nông thôn sớm hết. Đây nè quý anh chị, có đèn đường. Đèn đường nông thôn sớm. Đường bê tông. Dân chạy nhiều quý anh chị ha. Từ đây mình đi ra thành phố, từ đây mình ra công viên mà sinh thái Suối Mơ quý anh chị, gọi là khu du lịch sinh thái Suối Mơ. Đó, là khoảng chừng 2,5 cây số quý anh chị ha, là mình tới khu du lịch sinh thái Suối Mơ. Còn mình đi ra Bách Hóa Xanh nè, Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động quý anh chị, trường học cấp 1, cấp 2, phòng gym, chùa nhà thờ là bán kính 1 cây số thôi nha quý anh chị. Để hồi nữa em bắt đầu sẽ chạy với quý cô chú anh chị xem từ đây tới Bách Hóa Xanh, Điện Máy Xanh, Thế Giới Động bao xa quý anh chị ha. Rồi em bắt đầu em sẽ chạy với anh chị xem. Rồi bây giờ em sẽ quay cho cô chú anh chị xem từ cái đoạn đường đất của mình với anh chị ha, đi ra tới trung tâm hành chính Điện Máy Xanh là như thế nào, để quý cô chú anh chị ở xa về có lỡ mà muốn xem trực tiếp á, xem tự do một mình tự xem được luôn ha, không cần phải alo cho em. Quý anh chị có thể tự xem. Xem xong rồi quý anh chị muốn gặp chủ á để thương lượng cái alo cho em ha. Em dắt quý cô chú anh chị tới thương lượng luôn nha, trực tiếp với chủ ha. Em mua bán xưa giờ dễ dãi lắm. Gặp chủ tha hồ, anh chị cứ gặp chủ làm việc. Còn thích thì cứ gọi điện thoại trực tiếp cho em ha. Em gửi sổ quý anh chị tham khảo trước. Rồi quý anh chị thích thì cứ về gặp chủ thương lượng. Em thì em bán đất đai thì em ăn tiền môi giới bên người bán thôi, bên chủ gửi thôi, chứ không có ăn tiền môi giới hoa hồng bên người mua nha. Quý cô chú anh chị cứ an tâm.
đây mới đi qua công ty Đăng Lát. Bên tay phải mình là ủy ban xã của anh chị nha, đây ủy ban ha, ủy ban xã là trụ sở ủy ban xã bên tay phải mình. Còn đây là đường đường lộ nhựa lớn thông thương giữa hai xã là Trà Cổ và Phú Lợi. Tính ra mình cách chung công an hành chính có một xíu anh chị ha, xíu thôi. Bên tay trái mình là nhà văn hóa, lại trường học cấp 1, cấp 2 của anh chị ha. Đây trường học cấp 1 nè, trường tiểu học, tiểu học Nguyễn Đình Chiểu. Bên tay phải mình là cơ quan hành chính nhà nước là công an xã của anh chị ha, trụ sở công an với lại quân đội, quân sự của anh chị. Đây, bên tay phải mình là sân bóng nhân tạo nha, có đường này do sân bóng nhân tạo. Còn bên tay trái mình là trường học cấp 2, trường học cấp 2 của anh chị nha. Rồi. Bên đây chùa quý anh chị, đây là chùa Linh Quang, đó sát trường cấp 2 mình có cái chùa nha quý anh chị, chùa Linh Quang. Chùa này là chùa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn nha, chùa này lớn nha. Em chạy xíu nữa tay phải mình sẽ là có giáo xứ luôn nha quý anh chị, có nhà thờ luôn. Bởi vì là thuận tiện lắm quý anh chị, gần chùa, nhà thờ, gần trường học, gần ủy ban. Đây quý anh chị, bên tay phải mình là giáo xứ nha. Giáo xứ. Đi do là giáo xứ quý anh chị. Đây là bên tay phải mình là phòng gym quý anh chị ha, phòng gym. Phòng gym ha, đó phòng gym. Cho nên đầy đủ tất cả tiện lợi quý anh chị. Gần trường học cấp 1, cấp 2 rồi, gần phòng gym, gần ủy ban, gần nhà thờ. Quan trọng cái giá cũng hợp lý lắm nha quý anh chị. Giá miếng đất này chủ đang kêu bán với giá là 1.250.000.000 quý anh chị ha. 1.250.000.000. Mà mặt tiền là 18m quý anh chị ha, mặt tiền gần 18m, nở hậu nữa. Cho nên tính ra mét ngang cũng rất là rẻ quý anh chị ha. Mét ngang nó vài chục triệu mét á. Mét ngang không có tính ra coi mới có 70 triệu ha. 7 lần 856 đúng rồi, mới 70 triệu mét á. Mặt tiền đường bê tông mà tính ra 70 triệu mét, hơn 70 triệu mét ha. Tính còn đầu tư ok, rẻ mà. Và một sào mốt đất nữa. Mét vuông thì là hơn 1 triệu một chút. Mét vuông thì hơn 1 triệu một mét. Còn mà mét ngang thì là hơn 70 triệu. Đó, điện máy xanh thế giới động quý anh chị ha. Bắt đầu bây giờ mình quẹo trái ra khoảng chừng hơn cây số là mình tới khu du lịch sinh thái Suối Mơ quý anh chị ha. Là mình đi về hướng Tân Phú quý anh chị, hướng Tân Phú ha, thị trấn Tân Phú. Khoảng chừng 6 cây là mình đốc lộ 20 thị trấn Tân Phú luôn. Còn bên tay phải mình là cây xăng Petrolimex. Còn hướng này hướng chợ quý anh chị, cũng em cũng hay mấy clip em hay quay quý anh chị cũng hình dung ra ha. Đó, hướng ra chợ nè. Em cũng hay quay cái mấy clip về đường xá của khu chợ này cho anh chị biết rồi. Đó, đây là khu chợ của anh chị ha, Bách Hóa Xanh rồi đó. Rồi em cũng kết thúc clip ở đây. Kính chúc quý cô chú quý anh chị có ngày làm việc vui vẻ, gặp nhiều may mắn, gặp nhiều hạnh phúc ha. Cô chú anh chị nào mà thấy kênh em hay nhớ cho em được đăng ký nha, được chia sẻ để em có nhiều động lực em đi quay cho cô chú anh chị xem nhiều clip về bất động sản đa dạng hơn. Tại vì trong bất động sản này rất là nhiều đa dạng, người thì khoái đất nền, người thì khoái view sông, view suối, người thì khoái đất kinh doanh, đất mẫu, đất trang trại, đất làm homestay, farmstay, lom hết. Anh chị ha, cô chú anh chị thích thì cứ alo cho em, nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha, để theo dõi nha. Rồi, em xin chào, tạm biệt.